dương châu đo rương tư khách Mô Mondulkiri tô cái vinh rình bà bà chung vinh bẹp quan nâng một trây bẹp quan để vô chập hai thao chấm lói bộ rô pi nét đai con gầm lăng chấm rô đai chấm rô sát prây cao xì má chập chắc rạp thà dốc lùi mùi mơn pram pon chia thô đo lên rụt dôn bà công bày cường bà chẳng bạn này thà chmui nâng bà công tự đặc trư tạm bà nhầm dỗ lên nè hai có tàu chỉ thô mà mơn miên nạc pram là pon rê ca mà mơn pram rồi bà nè tam nè khá là rìa ca máu tất cả mà mơn phàm bòn à bà lấy giang na nút xong ơi bom ôn phải chỉ mất rong trăm sẽ đáp ca rìa ca tranh pi khai một đô gri mới ta lô khân sự khón bà bà thạc thạc cả rây đấy bà dương bà thạc rây chẳng chân là lấy tâm dương chắp bà đám telephone tư lô bà lô khân sự ta bà quạt lời nít thật tư cả lại na hơi xong ơi lô rìa bà ca chung bao nhiêu rừng nâng mới giang mạch bà đấy phối thòm đá áo phối quan hệ con nè căn cặp bà nè mình chẳng con nè căn cặp con thử ai sẽ cái này ca mình bà chẳng nè con nẹt nơi hàng vô phố miền nơi hàng nó món nục bà đồng bào bà nâng con phùng phi ai san phố về sàn bà phùng phi ai san hay chân giang na nó xôm bà mưa bò sợ lục con bà bà lục lục ở đâm ai mưa xa là ba nâng rương nâng khla khla tinh mới dòng mạch đấy bà bộ ấy à lấy nữa vì chạy cái thế của bông ta tẹt to lục khinh bà được con ở châu và hay chỉ bà ở miền sài va cái dòng mạch bà bà mưa phô xa miên ba nâng pi dòng mạch khai một đôi cái ri bà bà mà nốt pi nhé đây cầm lăng chùm rô chạp luôn bị bót đặc chơ là mưa chứ bà bạc ca bê lình nghịch ngày tỷ bấy khai dây hát cho năm tỷ bọn tọc rầm bấy bà nơi chùm nói cho bái khổng hôn mô hì bà bà rung bổ tố khai một đôi cái ri nâng khai của chê bà bị bót cả rầm này đặc chơ tam rồi nhạc rụt dân bọc con nút bà ban bọc đo nhầm lại thà nó có ba khai một đôi cái ri bà bờ bê chà cam tiêm tiêm prạ proman chiêng mùi mơ đô lá chia thân mình chậm nát cá tam lời bạc bà một trái bạc than đang chậm rộng sạch prây chai xe má bàn bạc thà chân song say miền chung mô muối khăn lươn phết pro ai dụ sai sạch bàn chân ám chân chít khám ái dân chít khám ái tình lạnh nát bùng thân áo không thâm ấy sọc chân bồ rấy khách của rời kẻ phí hốt lì phết pro ai dụ sam sập pi chân ám chuẩn chiết khmer sẽ chiết khmer đi cả lại cầm nát phung chờ vá khung quần tút trọc chất bồ rí khai cửa chết ti lồng nới phung thân áo phung rí khai cửa chết được cái này rồi ai cái nông ca xua non rồi dạ pe bực bực nơi thứ hai ti buồn khai say ha khả năng bị quạt ẩm bay chuẩn song say chẳng pi nhẹ bàn phật đo chẳng lái tiếng pi tao ti rồi hột đo chập luôn phụ kê nổ thả chư đại đặc mộc ni bàn prơ pel a chri khnong prai tak dai khai mandol kari riyak pel chieng 20 thngai ya no bà o ba tam pot chran dai nung dak chheu chieng ni chieng 20 thngai chran dai la bà phải ba thấy bay con bay à tắt ba tông nữa bay à ba cong à lan ba cong nung bà ba lan nung khlang na mình thông ba ra thế là nó chok phnom lang phnom mai ko ve là tau ruoy ban nung tao ao ta ruồi mien phleu bà som bay chok phong lư lan nung ko ve tau ruoy dai lan nung khlang tau mong lang phnom mot tạm bên bên trời à nơi tình yêu nó nơi bà bị lừa nơi khang mẫu bà nơi ok mất tiếp bà chơi mà bà nó nung lạc ở nhà về chỗ đất luôn ban bằng prạ chun thể hiện năng về âm bà nơi on trong tất đây mà đôi cái rí không mà xin dôn mùi cường đồng lại hà sở mơ riêng không nô là mùi cường đồng lấy 700 đô la không một khai chấm nách hàng rồi chê bạn bong chun nẹ cả xét chùm nuôn đào chư bi sẵn lắc thùng nốt đắc ao lô api ba sọc chất bồ rầy chun phong say bạn một to tiệt hạ rồi sử mặt cách khuất rụt dân tẹp bây cửa hào nốt rút kê ban cho tới cho cha chờ môi chmua vươn polis có nhẹ polis sọc có nhẹ và bà mỗi chung chmua vươn vươn và bà mua vươn sọc có nhẹ bà polis sọc có nhẹ chmua vén chà răng nâng sĩ vươn mà nè polis mà nè sĩ vươn mà nè nâng polis mà nè
nít sân là mặt cái gì cho vậy chứ nghe mua về nước trà đặc cam nước sỉ quân bà mà nhé hồ lý mà nhé nước sân là hàng càng nhiều hàng ấy ấy trong mặt đắng này bà hồ hàng nó hồ việt đặc hàng nó tham ban đặc cầm lang tới chợ đó mà đồng thời cầm lang hàng na hàng ấy đi bà hồ hà lấy nó về của bạn đây đó dương đập về dương cho từ thưa sạc cam mà phía ấy chân chân tới về khác toàn miền ca miền lịch khất bên cả cam và bị cái thùng là ban 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 là những ai cho tin nó ban có bàn tay khá tới vì miền là bộ chuẩn chỉ liệu cá đâu không ba lột kẹt nhộ bộ chuẩn chỉ liệu cá mà chấm nôn nó về khá từ lòng lòng cái này nhân từ ba đại pum score chmua số mặt tất cả chẳng nốt thả chấm mê mọc sân miền mê tiên và cái thằng chạm bê một sân chạm sầm rồi khnì và chấm cái đường xây xây nó cái miền mê miền cái về để chạm bàn ấy chẳng tới cái tới chạm thứ ấy chẳng tới sầm lót cầm riem cầm hai nè ba rô si chơ chẳng tới bộ khang nó bắn mờ prey chơ kia riêng rót ngay kia riêng rót bê liền thằng ba ba cái thằng chạm bê màu sân chạm sầm rồi khnì nơi mong bầm man bầm bay giúp ngay đó đây chúng mua thả chiếc của linh nâng con trai pin nhẹ tiền ban một bảo chúng mua thả ban prap ao cái nhóm từ sầm ruồi khi này chỉ mỗi chúng mua hoàn chỉ bờ chia đờ bề mà chẳng kể giờ chúng mua pin nhẹ nâng chúng mua thả mối bờ hoàn mối chúng mua hoàn mối chia đờ bề đa thay chia đờ bề từ sầm ruồi này tới bờ sầm ruồi này tiền tam chồng đăng tam sẽ đây đi cả bao lâu kinh doanh còn phải tha mình là bốn nhà cả sai toàn từ đó thì cho cha khi nào trơn là cho cha khi nào trơn vì vẽ ơi chỉ mỗi nhà xa phố miến có bảy rương nâng tài mà đỏ đào thì tư chẳng bàn thay tha chẳng bộ một tray của cho cha chỉ mỗi nhà chỉ mỗi giang na nó cũng phải to thay khi nữa nè to thay phải chở nó mà mơn chưa là to thay mình trơn nó có cả rương đây cái đám chặt chân từ bà ta chặt chết bò miến dài bà lấy đôi 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 tha hạ cà ri dương tê tê ở châu sao bà hay chỉ ở miền sài va rồi còn hạ cà ri dương châu từ khâu nông prey mình đang cái giống mấy cái phần này quạt đam quạt bàn phe rụp hiệp màu môn ấy lấy cái rụp hiệp đấy cứ cái lấy để cho cha khi lan xây xây cái bạt tông bà làm mà con nữa mới play cái chung với một tray bẹp con thì ở để chập chung mua xì chớ hai cho cha mình toàn tới bài từ nhẹ cả set từ toán bài rương tài mà đòn từ lưu tham một tray được bê nó do pi pon hay pi rối nhưng play tới làn mũi tia pi pon là làn mũi mà con mũi này bà pi pon làn bấy tới mũi pon bà mũi pon là lấy trăm mơ là hạ cà rây dương rika giang na nút sông tầm nẹt nong hạ cà rây dương phong bà alo chị miếp xua bà lúc bà bà chung với những rương nơi ai khách đại không phải thế bà pi pon là một tray cho cha khi ở lứ bà ba xong sẽ cây đi ca bà ba bà xong sạch đây đi ca tiền xong mới dàn mạch ra bà bà đang một phút phần lan tiền bay nước đang một phút lái từ lô chạm của xó nên mì rô mà nét mua lý dụ thích còn chia mê mà chia ca cơ bay tìm nó hơi rẻ mùi bà đâu có chỉ nét càng làm mì rô xì làm mì tâm chứ tâm bay nít dù thay dù khai bà bà còn chỉ nét càng làm tiết đấy bà lúc tam bên đây chậm lao đi nâng ở phố cây ca đi chôn cho cháu đi nhé ai là cầm lăng cai chìm rộng chìm rộng cai chìm rộng sạc rây cai chìm rộng chạp một lúc bàn bí ca ở dạc bê chỉ dụ bà nâng chậm lao đi đài
បាទអរគុណខ្ញុំសូមធ្វើពិធីការតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទក្នុងចម្លើយរបស់មនុស្ស2នាក់ដែលកំពុងចម្រុះដែនចម្រុះសត្វព្រៃកែវសីមាចាប់យកហោកបានឈុតហើយបានចង់ការកំពុងចម្រុះរបស់ដែនចម្រុះសត្វព្រៃកែវសីមានេះជំរិតទៀតណា2រូបគាត់នឹងឡាននោះជាស្នូចំនួនជាង 10,000 ដុល្លារបាទ Wow បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញទៀតបាទបាទខេត្តកំពតរីនិងខេត្តកោះចេះពីបត់ទឹកឈើលើច្បាប់តាមរយៈរថយន្តបកកង់បានផ្ដល់ចម្លើយថាលោកកោះខេត្តកំពតរីទៅពេខេត្តកំពតរីចាប់កម្មខេត្តកំពតរីបាទបាទបាទមន្ត្រីសាធារណៈដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាបានប្រកាសជូនសង្ស័យទី1មានឈ្មោះក្មេងនឿនកេតប់អាយុ45ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរតជិតខ្មែរកន្លែងកំណើតភូមិស្រោភូមិខ້ອຍស្រុកចិត្តបុរីខេត្តកោះចេះបាទទី2ឈ្មោះប៉ុតលីពេលប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរតជិតខ្មែរទីកន្លែងកំណើតភូមិចាវ៉ាភូមិបន្ទូលស្រុកចិត្តបុរីខេត្តកោះចេះមានទីលំនៅសព្វថ្ងៃបច្ចុប្បន្នបាទរហូតដល់ដាក់ខ្លួនបាទពួកគាត់ឆ្លើយថាឈើដែលដឹកនេះបានប្រើពេលវេលាអាចជិះនៅក្នុង3ខែមណ្ឌលគិរីជា20ថ្ងៃនឹងបានដឹកមកដល់ចំណុចយកបងបាទនេះថ្ងៃទី2សីហា2018ត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះតែម្ដងបាទបាទទូតໄປតាមម៉ូតូចម្លើយថាក្រោយពីសមត្ថកិច្ចគាត់រត់ជូនទាំង3គ្រឿងហើយនោះរូបគេបានចូលទៅចរចាជាមួយឈ្មោះវើងប៉ូលីសតាមយ៉ែឈ្មោះវើងចារកម្មនិងស៊ីវិលម្នាក់ប៉ូលីសម្នាក់អាយគេពុំស្គាល់ឈ្មោះសមត្ថកិច្ចទាំងនោះថាចាំមេគេមកសិនចាំសម្រួលគ្នាបាទបាទដោយសារតែតម្លៃដោយសារតែការតម្លៃឈ្មោះវិញទាមទារចំនួន4000ដុល្លារតែតែតម្លៃតត្រឹមតែ2000ដុល្លារចំណែកឈ្មោះថាទាមទារ10000មួយគ្រឿង2000ដុល្លារសរុបទាំង3គ្រឿង6000បាទដុល្លារគាត់ចរចាជាយូរឈ្មោះថាក៏ព្រមយកត្រឹម5000ដុល្លារចំពោះឡាន3គ្រឿងនេះបាទបាទបាទបាទ
បាទពួកតចំណុចដែលឡានគាត់ជាប់នឹងហើយប៉ុន្តែព្រូឡានតែដកលែងវិញហើយនៅពេលហ្នឹងគេដកលែងគេលែងគាត់កន្លែងហ្នឹងហើយបាទបាទហើយនៅពេលដែលក្រុមបរិស្ថានដើរពីកន្លែងផ្សេងចម្ងាយប្រហែល1គីឡូមកសួរលោកជួយចាប់ចាប់គាត់ថាមកសួរលោកគាត់ហើយនឹងអូនខ្វាយខ្ញុំរួចក៏ចាប់ខ្លួនតែម្ដងបាទយ៉ាងណាមន្ត្រីបរិស្ថានដែលចំណុចសត្វព្រៃកែស្មាដែលមានលោកដឹកបុនធឿនជានាយកដែរនោះបានបន្តទូលំជួនសំដៃទាំងពីរនេះដើម្បីបន្តមានចំណាត់ការសូមរំលឹកបងប្អូនថានៅក្នុងករណីនេះបាទធ្វើឲ្យច្បុកច្បងដោយសារប្រពុកព័ត៌មានបែកធ្លាយបាទដូច្នេះនៅពេលដែលករណីនេះតាមប្រពុកបានបន្តបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមេបញ្ជាការរងកងអនុសេនាបងទី3ចំណុចឲ្យរយៈ1ខេត្តមណ្ឌលគិរីមានលោកចាប់បតនឹងរោគម្នាក់ទៀតឈ្មោះលីសុខីត្រូវគេអះអាងថាជាអ្នករត់ការជាអ្នកកាងមិនឲ្យរថយន្តបតុងចំនួន3គ្រឿងនេះដាក់ឈើក្រហមចេញពីចំណុចត្រង់ត្រង់ភូមិសាស្ត្រខេត្តមណ្ឌលគិរីឈ្មោះទឹកត្រីខេត្តប្រចេកជាយូរថ្ងៃខែឆ្នាំមកហើយបាទហើយប្រពន្ធនោះនៅតែបន្តថាឡានឈ្មោះហ៊ូងម្ចាស់ឡានអ្នករត់ការឈ្មោះចាប់បតំនឹងលីសុខីដល់ណៃម្ចាស់ឈើដែលជាជួនតង់តៃរត់ការត្រូវចាប់ខ្លួនប្រពុតបច្ចៈគេថាលោកមេបច្ចេកាកុកមនុស្សនាមុំទី3ឈ្មោះចាប់បតំនេះបានតំណំរកទីឈើរត់ការឈើក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះបាទតាមការសំភាររបស់ភ្នាក់ងារទទួលទីអន្តរប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងបានជួបលោកសានមុនធឿន2ឆ្នាំទៅរួចមកហើយហើយចម្លើយបងលោកនៅតែដដែលថាលោកបាក់មេបញ្ជាការខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះលោកសានមុនធឿនថាលោកតែងតែក្រើនរំលឹកឲ្យលោកចាប់បន្តមិនឲ្យប៉ះពាល់គឺពង្រឹងបបមើលប្រេសឺឡើយប៉ុន្តែលោកចាប់បតងមិនបានស្ដាប់លោកឡើយបាទនេះទេនីការរបស់អាជ្ញាបានខិនច្បាប់ទីបាទសូមមកចាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសខុនដែលរៀបការចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីជុំវិញរឿងនេះលោកបានតំណែងតំណងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហើយឬនៅគាត់ឆ្លើយតបយ៉ាងណេះយ៉ាងណាដែរបាទបាទសម្រាប់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលោកដឹងមិនឃើញនយោបាយចំណងសត្វព្រៃកាយសីមាខ្ញុំបានចុចទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកអស់រយៈពេល5ដងលោកចុចទូរស័ព្ទមកបាត់បរោះបាទមិនបានឆ្លើយតបលើចម្លើយអ្វីទេបាទបាទបាទបាទសូមអរគុណនៅសេចក្តីរាយការណ៍សូមទោះសួរថាតើអាកាសធាតុនៅនឹងយ៉ាងណាដែរបាទអាកាសធាតុទឹកនេះមេឃស្រឡះប៉ុន្តែមិនមានថ្ងៃរាំងទេបាទបាទបាទបាទទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទបាទសូមអរគុណលោកសខុនដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទសូមជំរាបលាបាទបាទអរគុណបាទបាទបាទបាទបាទបាទអរគុណលោកសខុនដែលបានរាយការណ៍ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទពីរឿងចាប់ឈើបាទស្ដាប់ទៅអាសេអាសាមអាសេអាសាមណាដោយសារចរចាត្រូវហើយអ្នកកសែនមកដល់ទៅជាប្រាប់ឲ្យរត់ប្រាប់ឲ្យអ្នកឈ្មោះនឹងរត់សិនទៅប្រយ័ត្នតែនៅចាប់បាទតែនៅចាប់ឲ្យព្រួយអ្នកកសែននៅនឹងបើអ្នកគេថាវាខុសបាទមិនចឹងបាទអញ្ចឹងទូយ៉ាងណាសូមឲ្យលោកសខុនតាមដានរឿងនឹងឲ្យមែនតែនហើយរឿងតេទៅមន្ត្រី5ដងអត់លើកអត់ចុចបិទវិញណាដែលដឹកមន្ត្រីបាទមន្ត្រីដែលជាប្រធាននៅតំបន់នោះបាទបាទប្រធានជំរងសត្វព្រៃលោកគួរតែលើកទូរស័ព្ទទៅដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសជូនសហការីយើងដែលជារឿងល្អបំផុតបើយើងមិនលើកយើងគុំមិនដឹងបានគាត់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចដែរមិនចឹងតោះលើកទៅថារឿងនឹងវាអញ្ចេះរឿងវាចុះបាទចុះបាត់ហើយដោយសារលោកមិនលើកនឹងហើយបានគេទៅចោទទៅគាត់មិនចឹងបាទគាត់អាចជួនកាលគាត់អត់ដឹងមែនបាទហើយជួនគាត់គាត់ឮថាលោកខុនខនតេទៅឬក៏គាត់សេវលេខអ្នកកសែតបាទតើគាត់លេងហ៊ានលើកបណ្ដាញនិយាយលេងចេញមកអត់ហ៊ាននិយាយជាមួយអ្នកកសែតបាទអត់ហ៊ាននិយាយជាមួយអ្នកកសែត